Vâng, Đình Đại sẽ mời Hoàng Quân hát với Đình Đại bài Sử Ca 1. Như Hoàng Quân cũng biết là khoảng chừng năm 2000 trở đi thì hầu như là những cái tin tức ở trong nước nó không có được nhiều, nó không có được cập nhật bén nhạy như bây giờ. Kể từ phải nói là khoảng độ 2006 trở đi thì bắt đầu nó mới có những cái sự vụ mà biến cố lớn ở trong nước, như là họ bắt tù Nguyễn Phương Uyên. Nguyễn Phương Uyên với lại Đinh Nguyên Kha. Thì lúc đó nó có một cái làn sóng gì đó, không biết là Quân có cảm nhận cùng chung với lại Đình Đại không, là lúc đó mình cảm thấy rất là hăng say, mình thấy là nó có một cái luồng gió mới và mình cảm thấy tràn trề một cái hy vọng gì đó. Là tại vì suốt một khoảng thời gian dài mình thấy hầu như là không có một cái phản ứng nào đáng kể ở trong nước hết cả. Thì vào cái khoảng thời gian đó thì Đình Đại có làm một số bài hùng ca. Thì cái bài này là bài Đình Đại gọi là Sử Ca 1, là vì hùng ca sự việt thì nó lại trùng lắp với lại một số bài hát đã có rồi, thì Đình Đại đặt nó là Sử Ca 1, với cái tên gọi là Sông Núi Nước Nam, hay là Nam Quốc Sơn Hà. Thì Hoàng Quân thử hát cái bài này với Đình Đại nhé. Dạ vâng, cái bài hát này thì lần đầu tiên Hoàng Quân nghe, Hoàng Quân rất là thích. Hoàng Quân cảm thấy cái niềm tự hào dân tộc nó trào tràn từ trong huyết quản. Mình biết là đất nước của mình là một đất nước nhỏ, đất nước yếu hơn kẻ thù phương Bắc. Nhưng mà tổ tiên ông bà mình đó chưa một lần khuất phục giặc phương Bắc, chưa một lần khuất phục giặc ngoại xâm. Và cái bài học anh hùng nhưng mà nhân nghĩa của tổ tiên mình để lại đó, nó là một cái bài học vô cùng quý giá cho thế hệ con cháu chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ trong cái công cuộc tranh đấu. Cái bài học đó là cái bài học lấy đại nghĩa để thắng hung tàn và đem chí nhân để thay cường bạo. Đúng vậy. Bây giờ mình sẽ hát cái bài Sử Ca 1 Yeah. cho. Bạch Đằng Giang còn vang tiếng sông trong quân thù bạo cương, hồn mê linh bao đời quyết tiến, bao lớp trai đổ máu xương tô điểm sơn hà. Đây biên cương non nước, đây biên khơi rừng ngòi, đây núi non quê nhà thành từ máu dân nam. Vạn kia hương thơm còn sáng uy danh bao lần diện thù, lời người xưa còn vang mãi non nước Nam, dân Nam truyền đời nhắn cho giặc phương Bắc đã bao lần khiếp vía, dưới mũi tên làn hương người Nam ngàn năm cuột cường. Nơi Lam Sơn uy dũng, nơi Đống Đa kiêu hùng, nơi treo con vua Hùng vì hòa bình nên lại diệt thù. Đi là đi là đi, ta quan gì mưa gió, theo gót chân hùng anh của hai bà chém giặc, tiếng trong anh linh vang vang tiếng hùng binh, yên trên bờ yên trên đánh tan quân thù, rồi dân Nam ăn Tết tự do. Lòng hồi xưa còn ghi dấu oai linh anh hùng ngôn vời, để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng, hãy cho dân vinh thiên vẫn tiên nguyện tín lễ xây đắp nước nhà tự cường. Đây non sông gầm vóc, đây Bắc Nam một lòng, nhưng đứa con lòng nguyện đời đời giữ giữ nó sao, nguyện đời đời giữ